Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, lý thú và khuyến khích phong trào học tập ngoại ngữ, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên không chuyên các trường đại học cao đẳng trong toàn Đại học Thái Nguyên. Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh đã được Đại học Thái Nguyên tổ chức liên tục trong 4 năm qua, đem lại hiệu quả thiết thực và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên tham gia. Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh lần thứ tư năm 2011 được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên với sự tham gia của 8 đội chơi đến từ các trường Đại học Khoa học, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Y Dược và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật. 20 thành viên của mỗi đội phải trải qua 4 phần thi, chào hỏi, thi kiến thức văn hóa xã hội, thi ghi nhớ và thi năng khiếu. Qua các phần thi, các bạn sinh viên đã thể hiện được kiến thức và tài năng một cách sinh động thông qua phần trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh. Những tràng pháo tay, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đã khẳng định sức lôi cuốn của liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh đối với học sinh sinh viên. Và liên hoan đã thực sự tạo nên một phong trào thi đua, rèn luyện ngoại ngữ sôi nổi trong các bạn trẻ. Đây đã là lần thứ 3 em tham dự liên hoan rồi, thì không chỉ có năm nay mà cả những lần trước em tham dự thì đều được ban giám hiệu nhà trường và bên đoàn thanh niên cùng với hội sinh viên rất là quan tâm tạo điều kiện. Ngay khi nhận được thông báo về tổ chức liên hoan này thì trường em đã tổ chức thi tuyển, sau đó là tập luyện. Khi mà có cái liên hoan này thì hàng năm chúng em đều rất là háo hức vì đây là một cơ hội tốt để cho chúng em được giao lưu giữa các trường, biết được các bạn ở trường ngoài như thế nào và cũng là một cơ hội cho chúng em quảng bá về trường mình. Đồng thời là chúng em có dịp để nâng cao cái trình độ tiếng Anh của mình đi giao lưu học hỏi với các bạn ạ. Về thể lệ thì em nghĩ là mỗi năm thay đổi một chút thì sẽ tạo sự hưng phấn và thích thú cho bọn em về niềm đam mê hơn ạ. Bọn em thì thực ra là muốn nhiều sân chơi hơn ạ. Vì cũng tham gia cái này cũng chỉ có mới một năm, hàng năm tổ chức có một lần ạ. Nếu trung tâm hoặc những người có những nghĩa là có khả năng tổ chức ạ, thì bọn em sẵn sàng tham gia. Bước sang năm thứ tư, điểm mới của liên hoan năm nay so với các năm trước là phần thi ghi nhớ. Đây là phần thi không những đòi hỏi khả năng tư duy mà còn yêu cầu nắm vững từ vựng và ngữ pháp. Với nội dung sinh động, vui tươi, phần thi ghi nhớ tuy lần đầu được triển khai nhưng đã khơi dậy ý chí và nỗ lực từ các đội chơi. Việc đổi mới trong hình thức thi của liên hoan cũng đã thể hiện sự quan tâm đầu tư của Đại học Thái Nguyên và Trung tâm Học liệu Thái Nguyên đối với cuộc thi nhằm không ngừng cải tiến để liên hoan ngày càng ý nghĩa, thiết thực và hấp dẫn đối với sinh viên. Qua lần thứ tư tổ chức cái liên hoan của các câu lạc bộ ngoại ngữ và câu lạc bộ tiếng Anh thì chúng tôi nhận thấy rằng là câu lạc bộ đã giúp cho nhiều bạn sinh viên thuộc các câu lạc bộ của các trường thành viên nhanh chóng thích ứng được với cái việc học tập tiếng Anh và cảm giác say mê và hứng thú ở khi tham gia cái sân chơi này. Và chúng tôi nghĩ rằng liên hoan cũng chỉ là một trong những cái điều kiện cần thiết cho các bạn sinh viên. Ngoài ra thì các bạn sinh viên để có thể tham gia liên hoan phải tích cực học tập rèn luyện ở trong nhà trường và học tập tiếng Anh thêm ở bên ngoài để có thể được có những kiến thức tốt về văn hóa, ngôn ngữ cũng như là khả năng ứng xử bằng tiếng Anh. Chúng tôi cho rằng là hiệu quả của chương trình đem lại là rất lớn và chúng tôi sẽ hỗ trợ các trường một phần và kinh phí. Và đoàn thanh niên sẽ phối hợp với trung tâm, chúng tôi đã có cam kết là tiếp tục triển khai chương trình cho năm tới. Về mặt phương pháp tổ chức ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có những cải tiến. Những năm tới chúng tôi tổ chức cái số lượng tham gia các đoàn sẽ phải đông hơn, rồi thì cái nội dung tham gia nó sẽ đa dạng phong phú hơn, phải chứng minh nó là một sân chơi thực sự cho sinh viên. Và qua cái sân chơi này thì nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên trong những năm tới. Liên hoan các câu lạc bộ tiếng Anh Đại học Thái Nguyên lần thứ tư năm 2011, sau những phần thi đầy quyết tâm, kết thúc với giải A thuộc về Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích và 4 giải cho 4 phần thi cho các đội. Liên hoan đã khép lại nhưng những hình ảnh mà 8 đội đã mang đến như Ngọc Hoàng, Các Trà Nương, Romeo, Juliet, đặc biệt là những kiến thức bổ ích qua cuộc thi sẽ còn đọng lại để cùng hẹn nhau sau một năm rèn luyện, học hỏi nhiều hơn nữa, các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên sẽ lại gặp nhau trong sân chơi thú vị này.